Chào các bạn, tôi tên là Trần Vĩnh Hưng. Nhân ngày hội toán học thế giới năm 2022 thì chúng tôi sắp xếp một buổi nói chuyện ngắn với hai giáo sư Trần Mai Ngọc và Joe Niman. Cả giáo sư Ngọc và giáo sư Joe hiện nay đều là giáo sư tại khoa toán Đại học Texas Austin. Giáo sư Trần Mai Ngọc thì đã xuất hiện ở series Toán không màu và chắc chắn là cũng có nhiều người biết đến rồi. Còn giáo sư Joe Niman thì hôm nay mới xuất hiện, sẽ có nhiều bất ngờ cho các bạn. Nhưng mà tôi xin được giới thiệu ngắn như thế này thôi, là cả Ngọc và Joe thì đều học tiến sĩ ở Đại học California Berkeley, và hồi đó tôi cũng cũng có gặp Ngọc Joe nói chuyện khá khá, và hiện nay thì cả Ngọc và Joe đều là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực toán và xác suất thống kê. Tôi không muốn giới thiệu dài nhưng mà mọi người có thể dễ dàng tìm hiểu thêm thông tin về Joe với lại Ngọc qua Google. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về toán xác suất thống kê và ứng dụng toán học, một buổi nói chuyện ngắn thôi. Thì câu hỏi đầu tiên tôi muốn hỏi Ngọc và Joe là Ngọc và Joe nghĩ thế nào về toán xác suất thống kê, về ứng dụng toán học và mối liên hệ giữa các hướng và các ngành này? Rồi trả lời chưa không? Chắc Ngọc trả lời trước đi. Rồi trả lời chưa? Tức là theo em nghĩ thì có toán này, có xác suất này và có thống kê, thì ba cái này, tức là xác suất thì bao giờ mọi người cũng nghĩ là một phần của toán, nhưng mà giữa xác suất và thống kê thì nó em nghĩ là hơi khác nhau. Theo em nghĩ thì thống kê nó gần với ứng dụng theo cái kiểu gần với ứng dụng theo kiểu như gần như là so sánh giữa như là vật lý với toán ấy. Tức là các cái bài toán của thống kê thì nó thực sự nó phải phụ thuộc vào là có phải có một câu hỏi rất là thực tế, và cái quan trọng nhất là nó phải dựa vào số liệu. Tức là gần như là cái mình có thể ra mô hình toán rất là hay, nhưng mà nếu mà cái mô hình của mình mà nó không khớp được với số liệu, nó không giải thích được với số liệu, nó không mang lại một cái suy nghĩ gì mới, một cái cách nhìn mới, nó không ra được ví dụ như là cái khả năng dự đoán cho những tương lai, hoặc là dự đoán những cái input mới vào thì không ra được output như tương ứng. Thì nếu như không có cái khả năng giải thích đấy thì cái mô hình của mình có thể đẹp mấy đến đâu về mặt toán học thì nó cũng không phải là một mô hình thống kê tốt. Thì đấy, theo em đấy là cái khác biệt cơ bản nhất giữa thống kê và toán và xác suất. Nếu còn xác suất thì cả 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 xác suất và thống kê thì nó đều là dựa trên cái mô hình để mình mô tả những cái vấn đề mà nó random, thì tức là cái vấn đề nó có sự ngẫu nhiên. Thì vì nó có sự ngẫu nhiên, nó có cái gì mà mình không tiên đoán trước được ạ, thì cho nên cái ngành đấy nó em cảm thấy nó rất là hay. Tức là nó khác với ví dụ trong toán học thì giả sử khi mình ra các tiên đề thì mình có các bài chứng minh, thì 100 năm sau hay 1.000 năm sau thì cái tiên đề đấy là như thế, thì bài chứng minh nó vẫn là như thế, thì nó đã đúng rồi thì nó như là một tảng gạch, thì nó như là khi mình xây nhà nó đã vào cái nhà rồi thì nó không suy chuyển. Thế còn khi mà nó có sự ngẫu nhiên thì cái đấy nó khó hơn, em cảm thấy nó khó hơn, nhất là về thống kê số liệu nó có thể thay đổi. Thì đấy là suy nghĩ em so khác khác việc cơ bản giữa xác suất và thống kê. Rồi cũng đồng ý cái đấy. Rồi cũng muốn nói là toán là về cái thứ rất là đơn giản nhưng mà mình phải học rất là chính xác. Ví dụ ở trong toán thì mình có hình tròn, đúng là hình tròn, nhưng mà trong thế giới thì không có hình tròn đúng như thế. Thì khi mà mình học về toán thì mình phải nói rất là đúng, nhưng mà mình không cần phải suy nghĩ về các thứ gọi là gì messy hơn, đúng không? Thì tất nhiên là nó cái tác dụng của nó thì không nhiều bằng, nhưng mà thỉnh thoảng thì suy nghĩ về các thứ rất là chính xác thì cũng quan trọng, bởi vì suy nghĩ chính xác thì mình mới làm được các thứ phức tạp hơn. Cái đấy cũng đúng. Em cũng nghĩ là ví dụ trong em đã quay quay lại vấn đề thống kê, tức là cái điểm của Joe có một cái rất hay là toán là rất chính xác đúng không? Thì đổi lại ví dụ như ở trong thống kê thì vì nó có ngẫu nhiên, vì nó có số liệu, và số liệu thì bao giờ cũng có sai số,
Thế thì khi mà cái bài của mình vào nó chính xác quá thì có thể nó không, tức là ở tiếng trong trong machine learning người ta sẽ bảo là kiểu như là overfit, tức là mình dựa quá nhiều vào cái số đấy, mình có cố gắng tạo ra một mô hình mà quá chính xác nhưng mà nó chỉ chính xác chỉ vào cái số liệu đấy thôi, thì khi đấy thì khi mình có số liệu khác, có thể số liệu có sai số, thì cái mô hình đấy nó cũng học theo cái sai số đấy. Thì cái đấy là một vấn đề khá là khó, khá là cơ bản của machine learning, làm thế nào để ra được một cái mô hình mà có thể ứng dụng được vào nhiều nhiều các cái số liệu mà nó tương tương, nó kiểu tức là cái bài về mặt abstract thì nó giống nhau nhưng mà về cụ thể về số liệu thì phải chấp nhận là phải có sai số nữa. Chỉ trong toán học thì thực sự nó không có sai số thì có thể nó dễ hơn ở cái mặt là không phải suy nghĩ về sai số, nhưng mà nó phải đổi lại thì nó phải có một tính chính xác cực kỳ cao, thì cái đấy cũng đúng. Đó. Mỗi cái nó bị được có một cái điểm khó riêng. Đúng, và thực ra thì gần đây mọi người cũng bắt đầu đề cập đến cái chuyện là toán nó cũng dần dần nó trở thành science, tại vì kể cả toán thì nó cũng cũng có rất nhiều cái bài, các cái hướng là cả trăm cả ngàn trang, và thực ra là để kiểm chứng cái tính chính xác Khó. heuristic nhiều hơn, nên là Vâng. đúng 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 là cái tính chính xác thì cho đến hiện nay trong nhiều cái ngành hẹp là một trong những cái vấn đề mà bởi vậy người ta mới làm giống như là computer checking formulation. Vâng. Vâng. Em thực sự em nghĩ đấy là tương lai của toán học. Em nghĩ là tương lai mình nên dựa thêm nhiều vào những cái đấy hơn là chỉ làm bằng tay. Thì rõ ràng là hồi trước Ngọc cũng đã chia sẻ là Ngọc rất là thích model và Ngọc thích làm về toán, về xác suất thống kê và thích liên quan đến ứng dụng. Nhưng mà ví dụ như Joe thì tại sao Joe lại chọn xác suất thống kê? À, tất nhiên là Joe làm toán nhưng mà tại sao lại thích xác suất thống kê? Tại sao thích nhỉ? Dũng là thì thống kê thì nó có nhiều vấn đề mà ví dụ nếu mà mình chỉ học toán 100% thôi thì nói nào nhỉ? Cố lên, cố lên. Anh có lên Dô nói rất ừ tốt. Tốt. giống như là những cái vấn đề quan trọng ở toán thì nó cũng đến từ gọi là gì Các ngành khác như là vật lý rồi đúng không? Đến từ vật lý nhiều. hoặc là engineering là gì À, kiểu như là về kỹ sư. toàn Kỹ sư sư, đúng kỹ không? thuật. Ví dụ ở trong thế kỷ 19 chẳng hạn thì tất cả những cái người rất là giỏi về toán thì họ cũng suy nghĩ về các vấn đề khác, ví dụ Kepler hoặc là Newton, là các người Pascal. Pascal, họ làm về toán nhưng mà họ cũng những cái vấn đề mà họ họ nghiên cứu là nó đến từ những cái chỗ khác. Giống như là bây giờ thì trong toán thì có rất nhiều thứ bé bé đấy để làm, và có nhiều người mà họ không suy nghĩ về những cái vấn đề ngoài việc của họ. Tôi nghĩ là mình nên xem có vấn đề gì nó đến từ những cái gì khác để mình mới có những vấn đề mới để làm. Đồng đồng quan điểm với Ngọc với Joe thì thực ra là mình cũng cũng thích những cái vấn đề đi từ ứng dụng hay là từ vật lý hay kinh tế, đó là lý do tại sao mình chọn làm phương trình đạo hàm riêng, tại vì những cái phương trình nó đến từ từ ứng dụng. Trước 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 khi mình qua câu hỏi thứ hai thì hỏi hỏi nhanh Joe một cái là Joe nói tiếng Việt thì rất là giọng rất là Hà Nội và rất là chuẩn. Joe học tiếng Việt 5 năm rồi, tiết lộ cho mọi người Đây là Ngọc biết. dạy. Không, Dô cũng đi học 2 lớp ở Berkeley nữa. Nhưng mà chủ yếu là Ngọc Đó. Tiết lộ để cho mọi người xem để biết. dạy. Rồi thì rõ ràng là nãy giờ mọi người ta nói thì thực ra là đã có những cái cơ bản nhất rồi, khác biệt nhất giữa giữa toán và thống kê rồi. Tuy nhiên là để nhấn mạnh lại á, để cho mọi người biết thêm á, thì Ngọc với Joe có muốn nhấn mạnh thêm một cái khác biệt nào cơ bản nhất giữa toán với thống kê không, và
và trong cái suy nghĩ của Ngọc với Joe hiện nay thì giống như là mình lúc thích cái này lúc thích cái kia, hay là mình thích cả hai hay là thế nào? Em nghĩ là điểm mạnh của Toán bây giờ cũng là cái cách suy nghĩ này. Em nghĩ cái cách suy nghĩ của Toán là nó có khả năng, vì mặc dù là tính chính xác rất là cao nhưng mà nó khá là abstract ấy. Tức là nó các cái khái niệm của Toán nó dễ ứng dụng từ nó cho phép mình, tức là dưới góc độ nhìn của Toán, nó cho phép mình liên hệ nhiều cái bài toán khác nhau, nhiều các vấn đề khác nhau từ các cái ngành khác nhau. Mình nhận ra là thực ra là nó là chung một vấn đề, ví dụ như là từ kinh tế, tức là em nghĩ cái đấy nó rất là hay. Ví dụ từ em có nhiều ứng dụng trong kinh tế, rồi là làm về não, rồi làm về và môi trường các thứ, thì tất cả những cái đấy nếu mà mình xem những cái cụ thể của họ, mình quá quan tâm vào số liệu thì mình sẽ không nhìn ra, kiểu mình quá quan tâm vào cái cây thì mình không nhìn ra cái rừng ấy ạ. Thì là Toán nó cho phép mình nhìn từ trên cao nhìn xuống, thì cái đấy em thấy rất là hay và rất là quan trọng. Vậy hồi em ở Berkeley thì là trưởng khoa statistics ấy, là giáo sư Bin Yu, thì giáo sư có hỏi em, nói chuyện với em thì vì em học undergrad là em học toán, thì giáo sư hỏi em là tại sao, và cái lúc mà em vào Berkeley thì em cũng làm về lý thuyết nhiều hơn so với các bạn khác, thì là giáo sư hỏi em là tại sao lại làm nhiều về cái mặt này thế. Thì em bảo là vì em rất là thích thống kê cho nên là em muốn mạnh về toán. Thì giáo sư Bin Yu bảo là người mà làm toán giỏi thì không có nghĩa là người đấy làm thống kê giỏi. Nhưng mà em trả lời là, nhưng mà người mà làm thống kê giỏi thì chắc chắn người đấy phải làm được toán giỏi. Thì giáo sư nghĩ một lúc, giáo sư bảo đồng ý câu đấy thì đúng. Tất cả những người muốn làm được thống kê giỏi thì thực sự họ là nhà toán học giỏi. Tức là họ phải có khả năng nhìn cao hơn cái số liệu của mình. Vậy. Thì nhiều người nghĩ là mình chỉ muốn làm số liệu thì mình rất là tập trung vào số liệu, thì sẽ có một cái risk là mình chỉ special, tức là đi quá cụ thể, nhìn cũ kỹ quá vào cái bài này thì mình sẽ mất cái khả năng để nhìn rộng ra. Cảm ơn Ngọc. Cần Joe thì Joe nghĩ sao? Giống muốn nói là đúng là toán là giống như là một cái ngôn ngữ, là nếu mà mình muốn làm thống kê. Thì ví dụ mình muốn học cái gì thì mình muốn học gì mới thì mình phải biết những cái từ quan trọng ở trong cái ngôn ngữ đấy thì mình mới tìm được thông tin vân vân. Thế cho nên Joe đồng ý với Ngọc là muốn làm thống kê giỏi thì mình phải biết nhiều toán. Ý Joe là toán là một ngôn ngữ chung á, hay là ta không biết toán thì sẽ không, ví dụ có rất nhiều ví dụ statistics hoặc là kỹ sư này hoặc là người làm kinh tế không? Người làm kinh tế thì tất cả phải làm linear algebra chẳng hạn. Thì tất cả phải biết làm cái gì với SVD của matrix gì đấy. Nhưng mà nếu mà mình muốn học cái đấy rồi thì mình phải biết cái basics của cái đấy thì mình mới làm được. Tức là muốn biết để ứng dụng thì chỉ cần hiểu được là ma trận là gì, rồi SVD là gì. Nhưng mà nếu mà muốn tạo ra một cái gì mới, muốn làm cái gì mà hơn cái gì người ta đã làm, thì mình phải biết là về cơ bản là tự nhiên tại sao có cái ma trận ở đây, rồi nếu mà thay SVD thì thay một cái khác thì làm thế nào để thay vào, thì cái phần đấy là toán. Đúng rồi. Cái đó rất là chính xác. Tại vì cái cơ bản nhất để ứng dụng thì là chuyện khác. Còn cái chuyện là sau khi mình hiểu model rồi, hiểu thế này thế nọ, rồi sau đó mình còn phải làm nghiên cứu để làm ra những cái mới, thì về cơ bản thì những cái đó là mình phải phát triển dựa trên cái nền tảng một phần toán và một phần ứng dụng. Thế là bây giờ có nhiều sinh viên ở đại học UT mà nếu mà họ có hướng dẫn thì họ làm được. Nhưng mà nếu mà có cái gì mới một tí thì họ không hiểu. Họ chỉ phải làm step 2A đến step 2B, nhưng mà họ
Bởi vì họ chỉ biết làm hướng dẫn, đúng hướng dẫn thì được. Joe đang nói đến sinh viên là sinh viên học đại học đúng không? Hay là sinh viên học? Nhưng mà thực ra nếu mà thấy thì các bạn sinh viên đó cũng may mắn, nghĩa là được Ngọc với Joe hướng dẫn thì có thể từ đó thì sẽ thấy được các cái bước. Chứ còn dĩ nhiên là nếu mà chỉ làm được cái là cần cái công cụ gì thì mới dùng thì nó sẽ rất là khó để có thể phát triển ra được cái mới. Thì qua hai câu hỏi vừa rồi thì hy vọng các bạn cũng hiểu được cái quan niệm của những cái chuyên gia hàng đầu, họ nghĩ thế nào về toán, về xác suất thống kê. Bây giờ mình đi sâu ra một chút thì đến cái câu hỏi thứ ba, và thực ra nó cũng là cái câu hỏi cuối rồi, tại vì cái buổi nói chuyện hôm nay là buổi nói chuyện nhanh. Câu hỏi cuối là dành cho Ngọc và Joe, thì Ngọc và Joe có thể chia sẻ nhanh trong vòng 5-7 phút một trong những cái ứng dụng toán học hay là một vấn đề trong xác suất thống kê và Ngọc và Joe đang quan tâm đến hiện nay được không? Cái bức tranh tổng quát và câu hỏi mọi người quan tâm trong ngành quan tâm đến là gì, và vai trò của nhà toán học, vai trò của Ngọc và Joe trong cái vấn đề này là gì? Rồi làm trước nhé. Giờ share screen nhé. Em bọn em share screen rồi, bọn em sẽ vẽ ở trên screen được không ạ? Nhớ. Em đợi một tí. Anh có nhìn thấy screen của em không ạ? Có, có nhìn thấy screen. Rồi, ok. Anh Ngọc cho cái... cho cái video... Anh đợi tí. Đây à, đúng không? Video... không được, em phải stop share cái này đã chứ. Đúng không? Video này. Video này. Cái này đúng không? Xong share screen đúng không? Rồi. Anh nhìn thấy được không ạ? Có. Nhìn. Này. Đây. Thế bây giờ tôi đang quan tâm vào những cái vấn đề hình. Ví dụ nếu mà do muốn nuôi cừu chẳng hạn, thì nuôi cừu tại sao không nuôi cừu thì do phải có khoảng 100 mét vuông đất để nuôi cừu, và do phải lắp một cái chết rồi, cái này dễ như nào, cái này không? Đây phải bật bút đấy, ăn bật bút được không? Ok rồi, thì do phải lắp một cái hàng rào đúng không, để con cừu đấy không phải mất. Nhưng mà trong cái hàng rào thì phải có 100 mét vuông. Và cái hàng rào này thì đất khoảng 200.000 một mét. Thì Joe đang trả bao nhiêu tiền để làm cái hàng rào này? Anh có biết không? 200.000 một mét rào. Cái này thì là anh có đọc một cái bài của Joe, và nó thực ra cũng có liên quan đến 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 giải tích. Cái này là giống như là isoperimetric inequality. Đúng rồi, để anh biết rồi đúng không? Thì cái hình tốt nhất là một cái hình tròn đúng không? Cái hình tròn và có 100 mét vuông ở bên trong, thì trong các loại hình thì nó có cái hàng rào là nó ít, nó càng ít. Và chu vi của nó càng ít đúng không? Đúng rồi. Thì nếu mà em muốn nuôi cả cừu cả dê chẳng hạn, thì bây giờ do phải có hai chỗ, một là 100 mét vuông và cái chỗ hai là ví dụ 200 mét vuông cho dê. Thì bây giờ hàng rào thì thế nào để cho nó để rẻ tiền lắm. Thì hóa ra là cái này thì khó hơn rất nhiều. Cái vấn đề đầu tiên thì người ta đã biết từ 2000 năm rồi đúng không, nhưng mà cái này thứ hai thì năm 1994 mình nghĩ ra là cái hình này là hình là có một hình tròn này này, xong có một hình tròn này này. Cái này xấu. Đấy, hình tròn này này. Và có một cái hình tròn nữa ở bên trong. Và ba cái góc này, mỗi một góc là 120 độ. 20 độ. Bên này nữa. 120 độ. Nhưng mà hai cái này diện tích khác nhau mà không không quan trọng. Nếu mà cái này bé hơn, ví dụ cái này 50 thì nó sẽ như này.
Nhưng mà nó vẫn là 120 độ vẫn đây á. vẫn 120 độ đây. Thì curvature, curvature là tiếng Việt là những cái gì? Cong, độ cong. Độ cong. Độ cong của cái này thì khác. Nhưng mà nó cũng à, cái độ cong của cái này thì khác nhưng ví mà dụ cái góc này, ở đây thì và cái góc cái này thì bao giờ cũng là 120. Đúng rồi. Cái này là vị trí tư thì mới phát hiện ra. Còn ở trong 3D này thì mình cũng có thể hỏi cái đấy. Mình muốn có cái hình 3D là có thể tích ví dụ bao nhiêu là bao nhiêu không quan trọng, và nó muốn có cái diện tích bề mặt càng ít càng tốt, thì mình phải làm một cái hình hình quả cầu, đúng không? Nếu mà mình muốn có hai hai chỗ thì mình phải làm một cái gì gọi là tiếng Anh thì gọi là double bubble này, thì nó là hai giống như là hai quả cầu nhưng mà mình ấn nó với nhau. Thì có một cái quả cầu ở đây này, một cái ở đây này, xong rồi giữa hai cái đấy thì mình có thêm một một phần quả cầu, nó không phải thẳng, nó thế này, nó cong, đúng rồi. Thì cái này thì năm 2000 thì họ mới phát hiện ra. Cái này là ở trong 2D là một cái sinh viên nó làm, nhưng mà cái này ở 3D thì nó khó hơn rất nhiều, nó có bốn giáo sư rất là nổi tiếng thì mới làm được cái đấy. Nhưng mà vẫn còn rất nhiều vấn đề, ví dụ ba quả bóng, ba nếu mà muốn nuôi dê và cừu và lợn chẳng hạn thì nó hình gì mình dù vẫn chưa biết cái đấy. Cái đấy thì người ta đã nghiên cứu từ 20 năm rồi và vẫn chưa biết. Có thêm một vấn đề mà mình vẫn chưa biết là ở trên quả đất này thì nó không không phẳng, đúng không? Nó không không đúng như này. Nếu mà mình làm một cái hình tròn ở trên trái đất của mình thì ở trường thì mình học là cái này là gọi là gì, tiếng Việt gọi là gì, bán kính à, bán kính, bán kính. Xong rồi thì chu vi là thế này, đúng không? Nhưng mà trên mặt đất thì nó không đúng, bởi vì trên mặt đất thì nó cong, đúng không? Thì cái chu vi thì ít hơn một tí thì ti. Nếu mà mình làm một cái hình tròn bé bé thì không quan trọng, nhưng mà mình lại có một cái rất là to thì mình biết là đây, trên trên mặt đất nó có một cái hình tròn thì nó thì diện tích của nó nhiều nhiều hơn và cái chu vi của nó thì ít hơn, đúng không? Thì mình cũng có thể hỏi những cái vấn đề này ở trên surface của cái quả cầu. Và những cái đấy thì mình vẫn chưa biết là cái hình gì là hình hình ít nhất. Thật ra thì một hình thì được, một hình thì nó vẫn là hình tròn, nhưng mà hai hình thì mình vẫn chưa biết. Đây. Đây là việc của Dô. Đây là Dô đang suy nghĩ về những cái việc đấy. Có một câu hỏi cho Joe là cái lúc mà Joe nói là trong cái ví dụ nuôi gà rồi cừu rồi heo, tức là nếu mà trong 3D đúng không, tức là ba cái quả cầu bâm vào với nhau thì mới là chưa làm được, còn trong hai chiều thì sao, nếu mà có trong trong đúng, trong hai chiều này, cái hai chiều này thì đã giải chưa? Cái gì? À, hai cầu ở trên mặt đất. À, không, ba quả cầu ở trên mặt đất, ở trên một mặt phẳng. Ở trên một mặt phẳng. À, ba ở trên mặt phẳng thì được. Thì cái đấy ba trên mặt phẳng. Mà ba ở trên 3D thì chưa biết. Đó là nuôi chim thì chưa biết nha, nuôi dê. Nuôi chim thì chưa biết, đúng rồi. Nhưng mà cái conjecture là gì? Cái conjecture là nó cũng... Conjecture là nó cũng là thế này này. Mình bao giờ cũng có ví dụ đây. Có ba ở 3D này thì nó như này này, tất cả những cái này là đều là tròn, đều là một phần của quả cầu, và tất cả những cái góc này là đều là 120 độ. Nếu mà mình cái kinh chất chỗ này thì có 2D 3D 4D tất cả những cái D thì đều là cái chất chỗ này. Không, cực kỳ thú vị. Interesting. Thế là Dô có nói về là đại khái là cái kỹ thuật mà Dô làm hoặc là cái kỹ thuật của cái ngành này cần làm thì cần loại toán gì không? Cái này là vấn đề về gọi là optimization.
là có nghĩa là mình có một cái gì đấy mình muốn cái này càng nhiều càng tốt và cái khác càng ít càng tốt. Ví dụ cái công ty này muốn càng lãi càng tốt, càng trả tiền lương lương càng tốt đúng không? Lương cái gì càng tốt. Càng tốt đúng không? Thì những cái optimization này thì có rất nhiều application. Cái vấn đề này là một cái vấn đề rất là đặc biệt, không ai quan tâm lắm đúng không? Nhưng mà nói chung thì cái vấn đề optimization là rất là quan trọng về những cái Thực thực ra là Joe có một bài báo rất tốt về hướng này. Tất nhiên là mình không cần đi vào kỹ thuật, nhưng mà Joe có thể nói là cái kết quả của Joe nói thì không cần viết ra cũng được, kết quả của Joe là gì và cái ý tưởng mới nhất và quan trọng nhất trong cái bài báo của Joe là gì? Cái vấn đề optimization thì có cái vấn đề quan trọng là ví dụ nếu mà mình có cái function tính nữa là gì, Hàm. hàm mình có một cái hàm như này này và mình muốn làm nó càng cao càng tốt thì nó dễ đúng không? Ở đây đó. Nhưng mà nếu mà có cái hàm như này này và không phải là 1D nhưng mà 4 5D chẳng hạn thì tìm được cái chỗ cao nhất thì cũng khó đúng không? Bởi vì mình phải nhìn rất kỹ thì mới biết là ô có cái này ở đây này đúng không? Thì những cái vấn đề với nhiều quả bóng này thì nó cũng có cái vấn đề này là có rất nhiều gọi là gì? Configurations là khác nhau, rất nhiều Có nhiều cái hình nó là gần 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 đúng không ạ? Có nhiều cái hình không, có nhiều cái hình mà nó rất là khác nhưng mà nó cũng là locally optimal, là có nghĩa là Tức là nếu mà thay đổi một tí thì thực ra là cái hình đấy nó vẫn là tốt nhất trong nó vẫn là trong các tốt. cái thay đổi bé bé, nhưng mà nếu mà thay đổi rất là to thì nó lại thành Đúng ra một rồi, cái hình ví hoàn toàn dụ khác. mình có một cái hàm như này này thì mình đang ở đây thì mình biết là phải đi đường này, đi đường này, đi đường này thì mình đến cái chỗ này này đúng không? Nhưng mà cái này thì mình đi đường này, mình đi đường này nhưng mà mình bị tắc ở đây thì Tức là nó có nhiều local maxima, nhưng nhiều, mà đúng rồi, cái này thì có nhiều local maxima thì do với cái giáo sư gọi là Enomio Meuman thì mình đã phát hiện ra một cách để không cần phải suy nghĩ về cái local maxima giờ hơi. làm cách nào để bỏ cái local maxima dở hơi đó ra, nói một cách đơn giản nhất thôi, tức là làm cách nào để Cái vấn đề là trước đây thì người ta suy nghĩ về ví dụ mình có 50 mét này, mình có 200 mét này đúng không? Thì nếu mà mình muốn biết là cái này là tốt nhất thì mình phải xem những cái hình khác cũng là 50 mét và 200 mét và so sánh với nhau đúng không? Nhưng mà cái đấy thì có cái vấn đề là local maximum. Thì cái kỹ thuật mới là mình có thể cho cái này 49 này, cái này 201 này và đây ở đây và mình có thể thay đổi những cái diện tích của hai cái này này. Xong rồi cuối cùng mình đã đến một cái hình tròn thôi. Thì cái kỹ thuật mới là mình làm thế này và mình nghiên cứu về diện tích nó làm như nào, về chu vi nó làm như nào. Nếu mà mình làm rất là chính xác thì mình đến cái hình tròn mà mình biết rồi, đúng không? Interesting. Đúng À, tức là ý dụ là những cái minima, các maxima khác thì nó không có cái khả năng đấy. à không, mình nói là để bắt đầu ở đâu Bắt đầu ở đâu xong rồi phải thì phải làm thế nào đấy để nó sẽ chắc chắn phải có một đường để đi lên hình tròn. đúng rồi, Mà tất cả các đường quanh đấy đều phải là optimum hết đúng không? Cho tất cả các cái con số này nó đều phải là optimum. đúng rồi. Thì nhưng mà tức là cái đấy là necessary thôi, nhưng mà tại sao cái đấy là sufficient? Mình chưa hiểu. Nó giống như là one-sided variation đúng không? Tức như là cứ 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 lấy mất diện tích cái này, thêm diện tích cái kia, nhưng mà tổng diện tích vẫn là không đổi, rồi sau đó là Ví dụ nếu mà có cái gì mà nó tốt hơn cái này, mình đã bắt đầu ở đây đúng không?
mà ví dụ bắt đầu ở chỗ khác mà nó tốt hơn, thì mình sẽ đến cái chỗ cuối cùng thì nó tốt hơn cái hình tròn. Và mình biết là hình tròn là tốt nhất. Nếu mà có một quả bóng thì hình tròn là tốt nhất. Thế có nghĩa là mình không bắt đầu cái chỗ tốt hơn cái hai quả này được. Không đúng 100% nhưng mà tức là về cơ bản là giống như one sided variations, và cuối cùng đến khi mà để hết diện tích ở bên này coi cái kia thì cái hình tròn nó là stable, nó giống như là nó Nó hơi giống kiểu homotopy đúng không? Giống homotopy. Nó cũng hiểu khá khác một tí. Thật ra thì có một cái PDE gì đấy và có cái maximum principle mà mình không cần phải đi từ cái đầu tiên đến cái chỗ cuối cùng, nhưng mà mình đã biết là không có cái contradiction nào ở giữa hai cái đấy. Nó gọi là continuation method, nhưng mà cái này chắc là mình phải ngồi nói chuyện thêm nhỉ, tại vì với tôi có cái gì để làm. Là tiếng Việt thì tôi thấy là không giải thích cái này tiếng Việt. Nhưng mà anh làm nhiều về PD mà biết đâu. Cái đấy thì đúng có một cái PD. Có một cái PD ở bên trong đúng không? Không, cái này chắc chắn là sẽ phải nói chuyện thêm với Joe. Biết đâu từ cái này lại ra được một cái giải quyết gì về mấy chim mấy cò đúng rồi. chắc chắn nuôi cá được, nuôi cá cũng là 3D. Nếu mà có 4D thì mới được 5 con. Ok, cảm ơn Joe cho giải thích rất hay. Ok. Bây giờ em phải giải thích quà của em đúng không? Đợi em tí để em. Hình như cái camera nó chưa có chiếu bằng mặt của Ngọc mới cửa vô. Dạ. Để em sẽ anh đợi em tí, em có chuẩn bị slides. Nhưng mà slides này của em là nó không size này của em là hầu hết bằng tiếng Anh, nhưng em sẽ tất nhiên em sẽ nói bằng tiếng Việt, nhưng mà hầu hết cái size em cái này thực ra đợi tí, cái này thực ra chuyển sang camera thế này được bình thường này nhìn dễ hơn. Ok, share screen. Anh nhìn thấy gì không ạ? Có. Thế cái bài có một bài toán về bên phần thống kê mà hiện giờ Ngọc đang rất thích, là vấn đề là có thực sự nếu mà mình có hai biến x và y á, thì thực sự có phải là vì x thay đổi mà tạo ra cái thay đổi của y không? Thì cái này tiếng Anh nó gọi là causal inference, tức là inference là tìm ra được kết luận không? Còn causal là như kiểu causation, tức là nguyên do ấy, tức là phải kết luận được là nguyên do của cái này là đâu. Thì khi mà mình có hai biến x và y thì có những trường hợp gì? Có thể là x và y thì là độc lập với nhau, không dính gì với nhau cả. Có thể là x tạo ra y, hoặc là y tạo ra x, hoặc là có một cái biến nào khác mà tạo ra cả hai. Thế thì cái này thực sự nó là cái vấn đề rất cơ bản của tất cả các ngành khoa học. Thế ví dụ như là có ứng dụng trong dịch tễ học chẳng hạn, ví dụ có một thời gian dài thì họ không biết là có phải là vì hút thuốc lá thì người đấy bị gọi là ung thư phổi hay không, bởi vì nó có rất nhiều các cái biến khác, người này có hút thuốc hay không, là gen của họ thế nào, hay là họ mệt mỏi, hay là họ ho, có phải là mệt mỏi tạo ra ung thư phổi hay là ung thư phổi thì bị mệt mỏi, hai cái đấy nó không hoàn toàn không rõ ràng khi mà có rất nhiều biến như thế. Thế thì cái hiện đại hơn, những cái vấn đề này thì họ, tức là riêng về thuốc lá ung thư phổi thì họ giải thích được từ những khoảng năm 50-60, nhưng mà theo một quá trình rất dài, họ phải làm longitudinal study, theo dõi một nhóm người trong nhiều năm. Thế thì cái đấy không phải cái gì cũng làm được như thế. Bây giờ mục tiêu là làm thế nào mình có thể ra được kết luận là quan hệ giữa x và y, mà dùng càng ít số liệu càng tốt, mà ra được kết luận càng nhanh càng tốt, và tất nhiên là chính xác. Thế thì về mặt bây giờ thì người ta quan tâm đến cái bài này về gen. Ví dụ như là vừa rồi khi mà họ làm về vấn đề thuốc của COVID ạ, làm nào để chữa COVID, thì có những cái bài báo họ nghiên cứu là khi mà thuốc vào để chữa COVID thì
ví dụ bệnh nhân này có gen này thì sẽ có phải là vì có gen này thì họ sẽ kết quả sẽ tốt hơn không? Đấy. Hoặc là tương tự như thế, nhất là về ung thư ấy, thì bây giờ mọi người có thể ví dụ gia đình em ngay bây giờ cũng có bác đang điều trị ung thư, thì bây giờ thuốc của họ là họ dùng họ target những cái gen rất là cụ thể để cho nó, mình tắt cái gen đấy đi, thì khi cái tên gen đấy bị tắt thì sẽ có một gen nó tương tác với nhau như là một cái mạng lưới ấy, thì một cái bóng đèn này tắt đi thì sẽ có nhiều bóng đèn khác nó cũng sẽ tắt, thì dẫn đến đấy là cái tế bào ung thư nó không phát triển nữa. Những cái vấn đề, tức là mình phải biết rất rõ là nên đánh gen nào, nhưng không đánh linh tinh thì nó lại thành ung thư thêm. Thế còn về mặt gọi là engineering chẳng hạn, thì có những cái vấn đề như là máy bay có thể chạy vượt quá đường băng rồi là gây ra tai nạn, thì cái này tất nhiên là cũng có thể mô phỏng theo vật lý được, nhưng mà ở trong một cái hệ thống máy bay thì nó cũng khá là phức tạp. Ví dụ nó có những cái biến như là máy bay này nặng bao nhiêu này, xong rồi tốc độ băng bay trên không khí như thế nào này, rồi là đường băng thì ma sát nó như thế nào, rồi vân vân, rồi là khi mà phi công họ cho dừng phanh thì phanh nó pressure nó như thế nào đấy, thì tức là nó là một cái mặc dù nó chỉ là vật lý thôi, nhưng mà nó có rất nhiều máy móc và vật lý, tức là mọi người có thể đo mỗi một cái biến này, riêng một cái biến này rất là chính xác, có dụng cụ để đo trực tiếp là tốc độ máy bay là như thế này, cái này là như thế kia, nhưng mà khi mà nó cả một cái phương trình có hàng mấy chục biến nên nó interact với nhau, thì khi mà xảy ra một cái tai nạn này thì người ta muốn biết là cái chỗ nào là cái nguyên do của cái tai nạn, thì không thể đơn giản mà cứ lặp lại được cái tai nạn đấy để đo lại, thì cái đấy rất là khó. Thì cái vấn đề bài toán của em thì làm chủ yếu là làm thế nào để mà dựa vào cái số liệu này, các số liệu từ trước khi tai nạn, hoặc là các số liệu ở trong ideally thì không phải là simulation, là số liệu thật, dựa những cái số liệu này, tức là mình dùng rất ít số liệu thôi, chỉ cần vài lần tai nạn là mình có thể biết suy ra được là lý do là những cái gì. Thế thì tại sao bài toán này lại khó? Mà hoàn khó thì thứ nhất là tìm hiểu nguyên do nó khó hơn là prediction. Một phần lớn của machine learning là chỉ cần không cần biết là cái nào tạo ra cái nào, nhưng miễn sao tôi chỉ cần biết là kinh tế này sắp đi lên, hoặc là công ty này sắp làm ăn tốt, còn tại sao nó làm ăn tốt thì tôi không cần biết. Có thể CEO nó tốt, hoặc là sản phẩm nó tốt, hoặc nó quảng cáo nó tốt, hoặc là cái gì đấy thì không quan trọng, đúng không? Nhưng mà về phần khoa học cái bài này thì mình cần biết là tại sao nó lại làm ăn tốt, đúng không? Thì cái đấy khó hơn rất nhiều, tức là mình phải chứng minh được independence, chứ không phải mình chứng minh là correlation. Thì cái đấy rất là khó. Vậy thứ hai là mình có thể có rất nhiều các cái trường hợp có thể xảy ra. Đây là người ta có thể suy nghĩ về quan hệ giữa các biến, người ta có thể gọi là vẽ lại thành một cái đồ thị ạ. Thì nếu như mình chỉ có 4 biến chẳng hạn, thì cái số lượng mà đồ thị mình có thể vẽ thì là 543 đồ thị rồi. Đây là mới chỉ là 4 biến. Thế bây giờ nói đến một cái gen của một cái tế bào ung thư thì nó có bao nhiêu gen đấy, thì cái số lượng này thì nó còn nhiều hơn số lượng phân tử của mặt trời. Thế thì cũng không tức là nó lớn quá, thì các cái vấn đề về tính toán nó rất là khó. Thế có những vấn đề như là nếu như mô hình này nói là nếu mà mình biết biến gì thì mình sẽ biết được là x và y là không quan hệ gì với nhau. Thế nếu mà mô hình nói thế thì làm thế nào để mình verify được mà không cần, giống như là tai nạn máy bay thì mình không muốn là sẽ bay lại cái máy bay đấy đúng như thế, nhưng mà làm thế nào để mình có thể biết là cái này có thể đúng hoặc có thể sai đấy. Thế thì có rất nhiều bài toán, nhưng mà cái bài mà em quan tâm nhất mà có số liệu về thì là ví dụ như là giả sử mình có một cái con sông, có thể là con sông này mình tưởng tượng như là con sông ngầm ở dưới đất ấy. Ví dụ như là có thể là một cái hệ thống các cái ống rãnh ra thải gì đấy, hoặc là các cái mạch nước ngầm, thì các cái mạch nước ngầm thì bao giờ nó cũng mang theo lại những cái chất, ví dụ như là khi mưa thì các cái hóa chất các thứ thì nó có thể bị trôi xuống cái mạch nước ngầm này, nó đi từ A sang B. Thế nên giả sử như là ở trong cái mạch nước ngầm này thì mình không biết cái mạch này tức là chỗ nào là như thế nào, thì mình sẽ đặt rất là nhiều các sensor, tức là mình đặt nhiều các cái station này, mỗi một cái station mình sẽ đo xem là ví dụ nồng độ hóa chất ở đây là bao nhiêu. Thế giả sử một ngày mình nhìn thấy là mỗi một ngày thì mình thấy là mình có ngày thì hóa chất đây rất cao, có ngày thì rất ít, đúng không? Thế thì liệu mà mình không biết được cái bản đồ cái thế giới ngầm này, thì chỉ nhìn được cái số liệu này thôi, thì liệu mình có thể biết là cái trạm nào
là ở thượng nguồn chọn nào là hạ nguồn, mà cái nào là đi đến từ cái nào, thì cái này thực chất là một vấn đề về causation. Bởi vì nếu như thực sự có một cái pollution, có một cái ô nhiễm môi trường ở thượng nguồn, giả sử ở ở cái điểm số 4 này chẳng hạn, thì mình sẽ tương tự thế, thì mình sẽ nghĩ là chắc chắn nhiều khả năng là cái số 5 này cũng sẽ bị ảnh hưởng, rồi cái số 6 cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhưng mà nhiều khả năng là cái số 166 này không bị ảnh hưởng, đúng không ạ? Thì là như thế, là mình sẽ biết là 4 thì tạo ra 5, ô nhiễm ở 4 thì tạo ra ô nhiễm ở 5, nhưng mà không phải là ô nhiễm ở 5 tạo ra ô nhiễm ở 4, 4 hoặc là các nơi khác. Thế thì cái phần toán thì em sẽ skip cái phần này, là tức là hiện tại là có rất nhiều các nhóm đang nghiên cứu, thì trong cái trong các nhóm trong về bài toán này thì nhóm của bọn em hiện giờ là đang là đại khái là ra được kết quả rất là kết quả tốt nhất trong các cái benchmark, nó tốt hơn những cái khác rất là nhiều. Và cái chính của nó, và bọn em chứng minh được là nếu mà mình có một mô hình toán là giả sử số liệu của mình có một cái distribution như thế này, sai số mức này vân vân, thì sẽ ra được kết quả đấy, kiểu thế. Nhưng mà thực chất là vấn đề này quay lại là một vấn đề về hình học, tức là thực chất là nó có số liệu, thì vấn đề của mình là mình phải đại khái là nó có một cái mô hình mà nó khá là phức tạp. Thì người ta cố gắng là người ta muốn fit cái mô hình phức tạp này trên cái số liệu đấy. Thì tại sao cái mô hình này phức tạp? Tại vì nó có những cái lý do về vật lý làm cho cái mô hình nó rất là phức tạp. Thế nhưng mà khi mà người ta cố gắng fit cái này, thì đây là tại sao bài toán này khó. Thì cái bọn em đại khái chứng minh được là không không cần phải tìm hết được tất cả những cái điểm của cái hình này, chỉ cần tìm những cái điểm đỏ đỏ thôi. Thực ra là trên cái hình này có một số điểm nó rất là quan trọng. Thì thực ra cái hình này nó rất là nhiều structure, nó rất là khá là rigid, chứ nó không, thì chỉ cần vài điểm, tìm được vài điểm thì tốt, thì sẽ tìm được ra hết cả cái hình. Thì đấy là tại sao phương pháp của bọn em nó nhanh hơn rất nhiều so với các phương pháp hiện tại, và nó tốt hơn. Đấy, đại khái thế. Cái hình của Ngọc, cái những cái điểm đỏ đó là nó như thế nào nhỉ? Tức là Dạ, nó có cái tính. hình này, giờ cái hình này em vẽ là một cái, nó gọi là tropical polytope anh, tức là nó là một cái nó không, tức là cái điểm đỏ này là các cái vertex của tức cái tropical polytope này, tức là cái hình này nó có, nếu mà mình dùng tropical algebra thì mình nhận thấy là nó thực ra nó chỉ là convex hull của các cái điểm đỏ này thôi, chứ còn nếu như mình describe bằng algebra bình thường thì nó sẽ là kiểu mỗi một cái phần này là linear, thì mỗi một này là một cái mảng linear, nhưng mà các cái mảng linear nó lại có cái phần combinatorics nó dính 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 nó vào với nhau, thì nó dính theo cái kiểu rất là non-linear, thì rất là khó xử lý. Thì đấy, cái Ngọc. Thực ra là đúng là về cái tropical polytope, hay là cái tức là có thể hiểu là nó là nằm ở convex hull ở bên ngoài không nhỉ, hay là nó là convex hull bên ngoài nhưng mà nó của tropical algebra, tức là nó non-linear. đúng rồi, tại vì Cái nó là khái niệm convex hull thì nó bị non-linear, đâm ra là cái hình mình vẽ ra, hình mình vẽ là trông trông buồn cười, nhưng mà thực sự là nó là bên ngoài, nó là extrema, theo cái kiểu là mình, nếu mà mình optimize một cái function thì nó sẽ hết vào cái đấy, nhưng mà cái mà function mình optimize thì nó phải là một loại function rất là đặc biệt, nó không bình thường. thì đấy thì cảm ơn Joe với Ngọc, thực ra chia sẻ đấy giờ mấy kiến thức rất là hay. Vâng, cảm ơn anh. Bài toán đơn giản nhất là về đo đất đúng Mình không, hiểu. cho đến những bài toán về ô nhiễm. Và thực ra là chắc chắc để mình kết thúc bằng bằng mỗi một câu hỏi nhỏ cho Ngọc với Joe. Thì cho câu hỏi cho Ngọc là nếu mà mọi người muốn học tropical algebra thì Thì đối, đối đối với một bạn sinh viên Việt Nam muốn học như thế thì bạn nên làm như thế nào? Tropical algebra em nghĩ cái điểm mạnh nhất, thực ra nó rất là phù hợp cho sinh viên, tại vì nó mình không cần nhiều background, tức là mình không cần nhiều background. Em nghĩ cái mảng mà rất là active của tropical algebra ngay bây giờ là nghiên cứu giữa cái đấy và kinh tế, toán kinh tế. Thì nếu mà mình muốn học thì em nghĩ nó cũng không 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 cần học kinh tế, nhưng mà cái phần hay nhất thì mình nên học là học về polytopes, like convex polytopes.
Ví dụ như là cái quyển của Gunther Ziegler này, Lectures on Polytopes, quyển đấy em nghĩ rất rất là hay, hoặc là quyển của Sasha Babinock, Alexander Babinock là A Course on Convexity. Em nghĩ cái quyển đấy cực cực kỳ tốt đó. Bởi vì kể cả nếu mình không học Tropical Algebra đi nữa thì là đây là hai quyển này. Hai quyển này em có copy, đây là Lectures on Polytopes. Đấy, Gunther Ziegler, and đây là quyển Course on Convexity. Thì hai quyển này nó rất hay bởi vì nó tức là làm về những cái cones rồi polytope, thì khi mà mình học về các bài toán về optimization thì lúc nào nó cũng có, và còn rất nhiều bài chưa giải được và nó ứng dụng trong engineering các thứ rất là nhiều. Thì cũng không nhất thiết là phải nghĩ cụ thể về tropical, nhưng mà nếu mà có nền tảng tốt về cái này á, thì chuyển sang làm tropical khá là dễ. Anh có cuốn thứ hai mà thực ra là trong những cái hướng anh làm thì dùng convex series, rồi dùng convex quality, convex hull, rồi đúng rồi rất là nhiều. Đó, cảm ơn Ngọc. Giờ câu hỏi cho Joe là Joe có nghĩ toán bằng tiếng Việt không? Joe có gì ạ? Joe dĩ nhiên là Joe nói tiếng Việt rất tốt, nhưng mà lúc mà Joe nghĩ toán thì Joe nghĩ toán bằng tiếng Việt, bằng tiếng Anh hay là bằng hình ảnh hay cái gì ở trong đầu của Joe? Một phần là bằng tiếng Anh và một phần là về những cái hình. Nhưng mà tiếng Việt thì không bao giờ nói về toán bằng tiếng Việt. Trước khi nói chuyện với anh thì Ngọc phải dịch cho dấu những cái từ như là diện tích này, thể tích này, quả cầu, vân vân. cái từ đấy thì Ngọc chưa bao giờ dùng. Tiếng Việt thì có một cái điểm yếu là tiếng Việt thực ra nếu mà nói về viết thì cũng mới ra đời được chưa tới 100 năm, cho nên là tức là viết thành báo chí cũng mới chỉ từ 1930 thôi, cho nên là tiếng Việt mà để viết toán á, thì số lượng cái từ ngữ nó vẫn còn chưa đủ. Những cái nước như là Nhật á, là đôi lúc là họ mượn từ tiếng Anh vào thành cái từ trong toán luôn. Cái đấy cũng đúng nhá. Em không biết là các bạn học ở Việt Nam thì cái đấy có phải là một vấn đề không, tức là liệu mình có nên nghĩ bằng tiếng Việt không, hay là mình cứ mượn các từ tiếng Anh và xong rồi có thể là mình suy luận vẫn bằng tiếng Việt, nhưng mà mình các cái object của nó, các cái vật của nó thì bằng tiếng Anh thì nó có làm sao không biết. Cái đó là cũng có thể là một điểm yếu, tại vì ví dụ như là nói manifold nhưng mà nói là đa tạp bằng tiếng Việt thì nói đa tạp, thực ra anh cũng không hình dung được đa tạp. Không hiểu là cái gì. Thỉnh thoảng thì người ta phát hiện ra những cái từ mới, đúng không? Đúng rồi. Những cái ý nghĩa mới thì mình phát hiện ra những cái từ mà chưa bao giờ dùng có cái đấy. Nhưng mà hầu hết tiếng Việt thì họ làm gì? Nhưng mà hầu hết các ý nghĩa mới là đều được đặt theo tiếng Anh, đúng không? Đúng rồi. Là có một thời gian. Bây giờ thì hầu hết các ý nghĩa mới là được nghe. Tức là có một thời gian hồi xưa thì các cái gì bằng tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, nhưng mà bây giờ ví dụ như là trong thống kê thì có một số từ là kiểu tiếng Pháp. Từ xưa rồi nhưng bây giờ thì ví dụ cái từ polytrope thì nó là cái từ mới, đúng không? Nếu mà học về polytrope bằng tiếng Việt thì phải phát hiện ra một cái từ mới bằng tiếng Việt, đúng không? Phức tạp, đúng không? Đúng, cái đó phức tạp, nên là thực ra là đôi lúc là nói tiếng Anh suy nghĩ bằng tiếng Anh toán ấy, nó cũng có cái lợi thế nhất định, tại vì cái định nghĩa cái từ đó nó liên quan đến cái hình ảnh. Đúng, chính xác. Lúc dịch ra tiếng Việt thì nó lại mất đi cái ý nghĩa, mất cái hình ảnh. Đúng rồi. Em nghĩ là từ rất là quan trọng, dùng cái từ đúng quan trọng, định nghĩa quan trọng, chính xác. Thì cảm ơn Ngọc với Joe rất là nhiều về buổi nói chuyện. Cảm ơn anh. Đây, cũng hy vọng là có một chút ý nghĩa gì đó cho ngày hội toán học thế giới. Xin hẹn gặp lại mọi người ở dịp khác. Ok, bye bye mọi người.